4 kW sắp tới đây sẽ bắt buộc phải có giấy phép lái xe thì mới được điều khiển những cái phương tiện này. Dự luật và nghị định mới này ra chỉ nhằm hạn chế những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, nhưng sẽ có một số cái phiền hà là những các em học sinh này sẽ được cha mẹ đưa đón thường xuyên hơn. Nhưng mà đây cũng là một cái cách chúng ta bảo vệ con em. Thì Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có nội dung đáng chú ý, đó là cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cc hoặc là xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW. Theo chiến lược này, về phương tiện giao thông sẽ loại bỏ 100% xe cơ giới hết niên hạn sử dụng. Thì những cái xe cơ giới mà hết niên hạn nhựa sử dụng như là xe tự chế, là những cái xe thồ, xe chở hàng, nói chung là những cái xe đó nó đã hết đát rồi, không còn sử dụng. Mà hiện nay á, tại những cái khu vực như là chợ, chợ đầu mối hay là những cái khu nào đó mà sầm uất, cũng như là buôn bán những cái linh kiện phụ kiện đó, người ta vẫn còn sử dụng cái xe đó. Thì với những chiếc xe đó, chúng ta có thể thồ hàng, chở hàng, nó sẽ ít gây tốn kém hơn là những chiếc xe mới. Nhưng mà cái khả năng gây tai nạn, gây mất an toàn giao thông nó lại rất là cao. Cho nên mà mình thấy định này thì mình thấy nó cũng rất là tốt, giảm thiểu bớt đi những cái xe nó quá cũ kỹ rồi. Con đường chúng ta nó đã chật rồi, nó đã kẹt xe thường niên rồi. Mà bây giờ có thêm những cái xe đó rồi, thêm những cái xe lôi người ta chế, người ta kéo độ lên. Mặc dù đó là cái công việc của người ta, nhưng mà những cái xe đó lưu thông lên đường, chạy xe không quan sát, hoặc là lấn chiếm lòng lề đường. Nếu mà gặp những người mà tay lái yếu, có thể người ta sẽ va quẹt vào những cái xe đó và té ngã ra đường, thì bất ngờ những cái xe khác ở ngoài sau nó chờ tới thì mất mạng. Như vậy nếu mà cái nghị định này được thông qua thì mình nghĩ là nhà nước cũng phải hỗ trợ một số doanh nghiệp như là nhỏ lẻ để người ta có cái phương tiện đó, người ta cung cấp cho những cái công nhân thuận tiện trong cái việc mà buôn bán hoặc là giao nhận hàng hóa của người ta, thì có cái ưu đãi hoặc là trả góp với cái giá nó bình dân theo cái điều kiện của những người đang kinh doanh mua bán gì đó. Thì đó là theo cá nhân mình nghĩ như vậy. Theo thông tư này, ngoài ra 100% chủ ô tô sử dụng tài khoản ví điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ và nộp phạt vi phạm. Có thể người ta sẽ sử dụng những cái ví điện tử thì phải đi theo thời đại, có thể chúng ta sẽ thanh toán qua những cái ví đó. Nếu mà muốn thanh toán qua những cái ví đó mà theo một cách đại trà, nói chung là ai cũng sử dụng á, thì chúng ta phải hỗ trợ người ta. Mà những người người ta có xe ô tô thì đương nhiên người ta phải có tiền, người ta mới làm những cái việc đó, thì mình thấy nó cũng khá là bình thường, cho nên cũng không quan tâm về cái vấn đề này. Nếu mà chúng ta có cái ví điện tử hoặc là cái thẻ gì đó thì chúng ta sẽ thuận tiện trong việc nộp phạt hay là mua bán giao dịch gì đó, nó cũng dễ hơn. Nhưng mà phải bảo đảm an toàn không gian mạng cho người ta. Đó là một điều mình thấy là cũng khá là hay. Về người tham gia giao thông á, 100% người tham gia giao thông phải được giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thì đương nhiên khi chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta phải được học về giao thông, thì cái đó là lẽ đương nhiên rồi. Nếu mà muốn được cấp bằng thì chúng ta phải học luật, nó cũng không có gì để đáng để nói hết á. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện 9 nhóm giải pháp, gồm nhóm giải pháp về quản lý thể chế chính sách, nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng, hoặc là nhóm giải pháp về phương tiện vận tải, nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện và giải pháp về tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, giải pháp về thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Thì đương nhiên chúng ta là một người tham gia giao thông, những cái này nó thật sự là cần thiết, và những cái giải pháp này thì không nói thì người ta cũng đã biết rồi. Trong cái giải pháp về người điều khiển phương tiện, lộ trình từ năm 2021 đến 2025, Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng điều chỉnh phân hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với Công ước viên năm 1968 về giao thông đường bộ và đặc thù phương tiện tải tại Việt Nam. Bên cạnh đó là đào tạo cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 cc
hoặc là xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW. Thì việc mà cấp phép, cấp bằng cho những cái em nào mà đang có suy nghĩ là mình chạy xe những cái xe mà dưới 50cc hoặc là xe máy điện không cần bằng lái thì mình nghĩ nó cũng khá là hay. Tại vì khi ra ngoài đường hiện nay á, tại những cái nơi như mà trước cổng trường hoặc là trên đường, có thể mọi người sẽ bắt gặp các em học sinh chạy xe rất là cẩu thả. Không phải em nào cũng chạy xe nó đàng hoàng, bình tĩnh, bình thường như người ta đâu, mà chạy xe cẩu thả, đánh võng lạng lách. Mà những cái xe mà các em đang sử dụng á, cái động cơ nguyên thủy của nó đã bị các em thay đổi kết cấu đi, thì sẽ tự gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người lưu thông khác. Thì đơn cử như những việc mà xảy ra gần đây, như vụ tai nạn mà cô nữ sinh lớp 10 bị đánh ở Bình Dương, thì có tham gia một cái phương tiện đó là xe đạp điện. Thì có thể là em đã chạy quá nhanh, cho nên là em không thể kiểm soát được tốc độ của mình, không kiểm soát được cái tay lái của mình, cho nên là va chạm với thanh niên đó. Cái đó là sự chủ quan của các em khi chạy xe máy điện. Còn những thanh thiếu niên á, thì khỏi phải bàn. Xe đạp điện mà chỉnh động cơ lại chạy như xe Honda, xe máy rất là nhiều. Không phải là tôi đánh đồng tất cả mọi người, nhưng mà các bạn hay là anh chị cô bác đi ra ngoài đường vẫn có thể thấy các em học sinh chạy xe phân khối lớn, chạy xe đánh võng, như cái vụ mà học sinh mà đánh võng ở ngoài Hà Nội á, đánh võng hay đập kính xe ô tô của xe nào đó. Đó là cái cách mà những cái ý thức của các em nó rất là kém. Cho nên mà việc cấp bằng lái để giúp các em chạy xe nó an toàn ổn định hơn thì mình nghĩ đó là cũng là một cái ý hay. Nhưng mà sự bất tiện ở đây là việc các em chưa có bằng lái phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ hoặc là anh chị em, người thân trong gia đình đưa đón nó một cách thường xuyên hơn. Nhưng mà việc này á, mọi người cũng đừng có nên lo lắng quá. Tại vì các em đủ 16 tuổi là có thể làm giấy phép lái xe là được rồi. Còn những em mà vừa từ 16 tuổi trở xuống á, thì có thể đi xe đạp. Xe đạp vẫn là cái hình thức an toàn về sức khỏe, giống như là giúp cho các em có một cái sức khỏe, một cái sự dẻo dai, hoặc là giữ gìn về môi trường, không khí nó sạch đẹp. Đó, nó tương tự như vậy. Thì cũng theo quyết định này, từ năm 2021 đến 2025 á, sẽ thực hiện kiểm soát phát thải khí thải mô tô, xe gắn máy có động cơ xăng tham gia giao thông, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát thực hiện kiểm định phương tiện. Thì cái việc kiểm định xe thường niên á, thì mỗi năm thì cứ kiểm định một lần. Nhưng mà theo mình thấy thì kiểm định nó cũng có nhiều điều bất cập chúng ta không thể nói tới trong cái việc này. Tại vì khi một số mà những cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, người ta có những cái xe nó đã giống như là hết hạn lưu hành, nhưng mà bằng cách nào đó người ta vẫn kiểm định được, đó cũng là một cái lý do dễ hiểu. Tại vì người không có về cái mặt tài chính, người ta sẽ không thể mua được những cái xe mới, hoặc là mua những cái xe mới trả góp nó khá là nhiều tiền, cho nên người ta quyết định sử dụng lại những cái phương tiện cũ. Nhưng mà về mặt kiểm định này, chúng ta có thể xử lý nó thông thoáng hơn một tí cũng không sao. Đó là việc chúng ta cũng không cần phải quan tâm khi chúng ta có xe. Thì cái kiểm định hàng năm thì bắt buộc chúng ta phải làm những cái việc này. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy, trong 5 năm trở lại đây, 90% số vụ tai nạn giao thông do thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 18 gây ra, và chủ yếu điều khiển xe máy dưới 50cc. Đây cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay mà thanh niên các bạn ra đường thấy trên hoặc là trên clip YouTube có rất là nhiều thanh thiếu niên chạy xe cẩu thả và chết cũng rất là nhiều. Cho nên ban hành ra cái việc này mình thấy nó cũng khá là hợp lý. Thì nó chỉ có vậy thôi. Tại khoản 2 điều 62 dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an đưa ra mới đây, người lái xe máy điện có dung tích xi lanh dưới 50cm khối hoặc có công suất động cơ điện không quá 4kW phải được đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A0. Tại điểm A khoản 1 điều 63 dự thảo luật cũng quy định người đủ 16 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A0. Cho nên là những học sinh, thanh thiếu niên nào đủ 16 tuổi thì cứ an tâm trong việc các bạn có thể lưu thông những chiếc xe đạp điện
hoặc là những cái xe cúp mà 50cc, 50 phân khối ấy. Thì 16 tuổi là các bạn là đã có thể mình đi thi bằng lái. Đó là một cũng là một cái cách chứng minh chúng ta là người đã đủ điều kiện để sử dụng cái phương tiện đó. Đó cũng rất là hay. Và cái chủ yếu cuối cùng ở đây á, là mình nói là cái ý thức của các bạn, của các em. Chúng ta hãy nâng cao cái ý thức của mình lên. Vì khi chúng ta giao thông hoặc là chúng ta có bằng lái rồi mà cái ý thức chúng ta nó kém thì những cái việc sự việc như tai nạn giao thông hoặc là đi đường quan sát không cẩn thận nó sẽ còn diễn ra rất là nhiều. Việc nêu ra cái dự luật này để cấp phép cấp bằng cho những em mà chưa đủ tuổi hoặc là đang điều khiển những cái phương tiện đó thì cũng một phần là giúp các em nâng cao cái ý thức tham gia giao thông nó an toàn hơn. Thì đây cũng là một cái dự luật mới mình cũng chia sẻ với mọi người ở đây. Thì mong rằng sau cái video này mọi người sẽ thấy thích và hãy share lại cho những cái người khác người ta xem để người ta biết về cái dự thảo dự luật mới này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.